Hello, xin chào, chúc cô chú, anh chị và các bạn, các em một ngày mới an yên và vui vẻ nhé. Hôm nay như các bạn thấy trời nó hơi tối, âm u là bởi vì chỗ cây nở đang vừa trời mưa các bạn. Xin thế kênh mới đi một vòng để kiểm tra các căn nhà công trình mà công ty đã đầu tư. Thì qua video này kênh muốn giới thiệu đến mọi người về cái hiện trạng cái nhà cũ mà khi công ty gia đình mình mua nó sẽ như thế nào các bạn. Các bạn thấy đây là cái cửa nó cũng đã hư rất là lâu rồi, cửa này cửa garage đầu xe các bạn. Và ở Mỹ mình khi mình dán cái này lên nó có giá trị về pháp lý các bạn nhé. Là đây là cái tài sản cá nhân không được ra vào khi mà không có phần sự. Nhưng mà cái nhà này nó cũ nhưng mà cũng chưa thật sự cũ so với rất nhiều căn nhà mà công ty đã mua các bạn. Thì Ken sẽ quay lại một số cái nhà để các bạn xem cái hiện trạng cái nhà cũ ở bên Mỹ nó như thế nào, mà nó khác với cái nhà cũ ở Việt Nam của mình như thế nào. Cái kinh nghiệm cá nhân của Ken khi mà làm cái công việc đầu tư mua nhà cũ sửa mới rồi bán này các bạn, nhà cũ mà mua được giá rẻ thì mình sẽ mua được những cái căn nhà như thế này mà không phải đi qua cái sàn giao dịch gì. Những căn nhà này thông thường là nó không có để bảng rao bán. Thứ nhất, một căn nhà cũ này nó nằm trong những cái dạng như là một là ngân hàng hay là những cái đơn vị tín dụng họ kéo nhà các bạn, là bởi vì cái người chủ có thể là mất khả năng thanh toán hay gì họ mới đưa ra bán. Hai là những người họ muốn bán nhà nhưng mà họ lại đi qua một cái kênh không chính thống các bạn, là không có công bố ra sàn. Hoặc là thành phố có những cái chương trình nhà đặc biệt họ tung ra ngoài mà chỉ có những cái người trong hệ thống, ở đây kênh gọi là những người trong ngành đi các bạn, là mới có trong cái hệ thống đó. Thì công ty của bên mình là có những con người ở trong hệ thống, họ sẽ tung cái thông tin ra khi họ có những căn nhà cũ và giá rẻ, họ sẽ gửi cho mình một cái danh sách nhiều căn nhà, rồi mình xem qua đó rồi mình sẽ có những cái lựa chọn. Khi mình đi tới mình xem nhà, mình trước mắt là mình sẽ đi một vòng để mình coi cái vị trí các bạn nhé. Khi mình thấy cái vị trí nó ok, mình so sánh những cái nhà mà đã giống cái hiện trạng nhà của mình mà đã sửa mới bán cái giá bao nhiêu, để mình xem cái giá bán khi mình đầu tư mua căn nhà này bao nhiêu, mình sẽ dự tính sẽ bỏ khoảng bao nhiêu tiền nữa để sửa mới rồi mình bán, thì mình chắc chắn mình sẽ có lời. Cái việc mua nhà cũ ở là cái bước đầu tiên của cái quá trình đầu tư làm flip house, là mua nhà cũ sửa mới rồi bán nha các bạn. Khi mình mua được giá rẻ là mình thấy an toàn về khoản đầu tư, là chắc chắn mình có lời được. Bởi vì khi mình mua được giá rẻ mà mình muốn dạng như bán nhanh hoặc là gọi là có thể gọi là đầu cơ đó các bạn, là mua đi bán lại, thì cũng đã có lời rồi. Thông thường công ty gia đình mình là quyết định là giữ lại để sửa, bởi vì khi mình sửa bỏ thêm chi phí, đầu tư thêm chi phí để sửa vào thì mình lại kiếm thêm tiền từ cái khoản sửa nữa. Đây là cái mặt trước của cái căn nhà này các bạn. Tuy là căn nhà này cũ nhưng các bạn thấy cái nhà này nó làm bằng gạch. Đa phần những công trình nhà cũ mà công ty mình mua, mình sẽ ưu tiên mua nhà gạch nha các bạn. Bởi vì cái nhà gạch, cái sườn, cái phần cứng của nó cứng và tốt hơn những cái nhà gỗ. Những cái nhà gỗ lâu năm thì đa phần nó sẽ hư. Nó hư thì mình thay thế, với lại mình có thể mình phải làm cái phần cứng như cái phần sàn nhà, phần kiên cố á, là mình phải tốn thêm chi phí để làm. Còn như những cái nhà gạch này mình chỉ cần sửa lại sơ những cái phần gạch nào bị hư hoặc là mình sơn qua thì nó sẽ thành mới và không phải sửa nhiều. Bởi vì cái phần mềm bên trong mình làm nó, khi mình không có kinh nghiệm, mình chưa làm qua thì thấy nó khó, nhưng mình làm qua rồi thì nó không phức tạp như những người mà không làm nhà. Khi mình làm rồi thì có anh em đội ngũ họ làm hết, các bạn chỉ mua cung ứng về vật liệu và lo nguồn tài chính, thì anh em họ sẽ làm theo cái quy hoạch và kế hoạch và cái ý đồ của mình. Các bạn xem đối diện cái nhà này, nó là cái xe cứu hỏa ở bên Mỹ các bạn. Xe cứu hỏa ở bên Mỹ là các bạn thấy đây là cái xe nhỏ, khi mà có bệnh nhân hay bị cái gì trong nhà nhỏ nhỏ là cái xe nhỏ này đi, còn xe chữa cháy nó đi một xe lớn khác các bạn nhé. Đây cái khu phố, các bạn có thể nhìn cái khu phố để hiểu thêm là cái nhà này nó nằm cũng vị trí cũng khá tốt các bạn. Cái này nó gọi là off market, là cái nghĩa là cái nhà này nó không có được liệt kê trên sàn các bạn. Thì khi mua căn nhà cũ mình mua được cái giá rẻ nhưng cũng phải đi qua một số cái gọi là đấu giá các bạn. Bởi vì căn nhà giá rẻ thì trong cái hệ thống nào nó cũng có những cái nhà đầu tư giống mình, họ làm giống mình và họ cũng muốn mua. Chính vì thế cái người mà tung thông tin ra, họ chỉ không chỉ cái thông tin ra một mình mà họ cũng tung ra một số người nữa, thì nó cũng qua đấu giá. Khi đấu giá mà mình đấu được giá rồi thì các bạn, thì mình sẽ ký hợp đồng với lại cái bên thứ ba các bạn. Tại vì cái bên thứ ba là bên đại diện để bán nhà cũng như là đại diện của người mua các bạn, nó gọi là escrow các bạn. Thứ ba này thì bên mua và bên bán nếu đồng ý nhau sẽ ký một cái hợp đồng và
sẽ bên mua sẽ bỏ xuống một cái khoản tiền, gọi khoản tiền giống như khoản tiền cọc đó các bạn. Thì khoản tiền cọc xuống thì cái bên escrow với lại họ sẽ giữ cái nhà đó cho mình, và trong thời gian ví dụ mình trên hợp đồng tùy vào điều kiện điều khoản thì họ cho khoảng 30 ngày hay như thế nào đó để họ tiến hành cái thủ tục pháp lý này nọ để mình chuẩn bị nguồn tài chính và thanh toán tiền. Thì mọi cái giấy tờ hồ sơ pháp lý nó suôn sẻ và nó được thực hiện đúng như kế hoạch, thì họ sẽ chuyển cái căn nhà này qua cái tên cho mình các bạn nhé, sau khi mình thanh toán đầy đủ của họ. Thông thường thì mua cái căn nhà như thế này mình sẽ trả bằng tiền mặt, thì nó sẽ có cái lợi thế hơn các bạn nhé. Bởi vì khi mình trả tiền mặt thì cái người bán họ quyết định được nhanh hơn, và mình cũng không phải đợi qua cái thủ tục như là ngân hàng hay đơn vị cho vay tài chính. Cái cơ hội mình mua được sẽ nhanh hơn và thương lượng được giá tốt hơn. Bởi vì khi mình thương lượng giá mà mình trả tiền mặt thì mình có thể cứ ồ bên đây tôi trả tiền mặt. Cái đơn vị kiểm tra nhà, nhưng mà thường đối với công ty gia đình mình, bởi có kinh nghiệm lâu rồi các bạn, cho nên mua những cái nhà cũ như thế này đôi lúc mình không cần phải thuê một cái đơn vị kiểm tra nào hết, mà bản thân mình tự kiểm tra, mình tự thẩm định. Có nhiều căn nhà mình thấy nó giá rẻ tốt quá, mình để cạnh tranh với những cái người thì đang đấu giá khác, mà mình quyết định mua luôn mà không cần phải để kiểm tra kỹ trong nhà luôn các bạn. Kế hoạch dự tính là mình sẽ phải sửa lại hết mới rồi các bạn, cho nên khi mà mua được cái nhà nào càng cũ thì cái hiệu quả thông thường nó sẽ càng cao hơn. Cái nhà cũ mình sẽ mua được giá rẻ nhất, thấp nhất, và mình thấy cái cũ đó mình đàm phán kêu ô nhà quá cũ, bớt cái này bớt cái kia, cái họ cũng sẽ giảm bớt cho mình, thì mình mua được rẻ nhất. Thì bởi mình vào mình sửa thì nó cũng gần như là sửa lại mới hết, căn nhà nào cũng vậy, cũng phải tháo hết rồi làm mới, cho nên mua càng cũ thì nó lại có cái hiệu quả hơn ở chỗ đó. Đây là những cái kinh nghiệm riêng về cá nhân của mình làm, và đối với
những người khác có thể là làm theo cái kiểu khác, hoặc những cái cách khác, hoặc là mỗi người mỗi hoàn cảnh khác có thể làm khác nhau. Cái anh muốn san sẻ, chúng ta cùng học hỏi và san sẻ nhau để giúp nhau. Anh em hay bạn bè, người có người thân nào làm trong cái lĩnh vực công việc này mới làm thì cũng có thể san sẻ với nhau để giúp nhau phát triển ở cái nơi đất khách quê nhà này các bạn. Một cái nhà cũ như thế này các bạn, khi mình mua cũ mình có thể để im cái hiện trạng như thế này cho đến lúc mình đợi mình sửa chữa, mình có thể cúp điện, cúp nước và cúp hết mọi thứ không sao các bạn nhé. Nhưng mà có một điều là chúng ta phải làm ở duy trì, đó là giữ cái hiện trạng cho cái nhà nó sạch các bạn. Có nghĩa là đặc biệt là cỏ và rác, các bạn phải thường xuyên cắt cỏ dọn rác như một cái nhà có người ở. Bởi vì nếu không thành phố những cái lúc nào hàng tuần họ cũng đều có người đi kiểm tra thanh tra các bạn, giống như thanh tra xây dựng hay là những thanh tra bên đô thị ở Việt Nam mình, các bạn là mỗi tuần họ đều có người đi để kiểm tra, nếu thấy nhà nào không cắt cỏ hay chưa cắt cỏ mà rác nhiều là họ sẽ gửi cái thông báo để yêu cầu nhà chúng ta cắt cỏ, còn không là cái người hàng xóm họ cũng sẽ phàn nàn và báo thành phố, và thành phố họ sẽ cho người xuống để gửi cái báo cáo, gửi cái thông báo cho mình yêu cầu mình cắt cỏ. Và nếu cái trường hợp mình quên mình không cắt thì họ sẽ gửi một tiếp một cái thông báo nữa, lúc đó mình không cắt nữa thì họ sẽ, một là họ sẽ phạt, ra thông báo phạt, hai là họ sẽ cử hoặc thuê cái người dọn dẹp các cỏ xuống, cắt cỏ dọn dẹp cho mình, rồi họ sẽ yêu cầu người chủ nhà trả những cái khoản phí đó sau nha các bạn. Ở Mỹ này bạn không thể trốn những cái khoản phí đó được, bởi vì cái khoản phí đó nó được nằm trên cái hệ thống của nhà nước rồi, cho nên nếu bạn không trả thì hôm nay thì hôm sau bạn cũng phải trả, bởi khi bạn xử lý hồ sơ giấy tờ bán nhà hay làm những thủ tục hồ sơ pháp lý đến căn nhà thì bắt buộc bạn phải trả những cái khoản phí đó. Đây là chỉ là một trong những cái nhà cũ, mà nhiều căn nhà nó còn cũ hơn rất là nhiều, nó nhiều căn nhà bị bỏ hoang gần như vài năm, gia đình họ cũng có cho lại con cái, nhưng mà con cái nhiều lúc họ làm việc và sống ở bên ngoài cái tiểu bang hay thành phố này, bởi vì ở Mỹ nó phụ thuộc vào công việc các bạn nhé. Khi mà công việc mình ở đâu thì mình sẽ ở đó theo cái công việc, còn nếu mà mình chủ động được với công việc thì lúc đó mình có thể chọn cái nơi ở thích hợp hơn. Thì hôm nay Ken muốn giới thiệu để các bạn thấy cái nhà cũ trước khi công ty làm nó như thế nào, một vài cái nhà cũ để các bạn thấy cái sự khác biệt. Và như bạn thấy đây là mặt sau cái nhà cũ, sau này mình sẽ cải tạo lại hết. Đây là cái cửa sau, cái garage. Cái nhà này nó có hai mặt, có thể chạy phía sau vào để đậu xe trong cái garage. Bạn thấy cái gì nhà cũ cho nên nhìn mọi thứ, cái cửa này nó vẫn còn cũ và đồ đạc họ để người cũ họ để nó lung tung, và cái này nó gần như nó sập xuống luôn rồi các bạn. Hiện trạng của nhà cũ như thế nha các bạn nhé. Bên trong khi Kinh có thời gian Kinh sẽ quay nhiều hơn để mọi người có thể hiểu hơn nhé. Và đây là một căn nhà cũ nữa các bạn. Căn nhà này như các bạn thấy là cũng đã triển khai một số việc cơ bản ở bên ngoài, nhưng vì trong quá trình mình làm thì thành phố họ cử người kiểm tra, thanh tra sở xây dựng của thành phố các vậy các bạn, họ tới họ kiểm tra và họ đã yêu cầu công ty phải bổ sung một số hồ sơ giấy tờ để xin thêm một vài cái giấy phép mà họ yêu cầu các bạn nhé. Cho nên hiện trạng nó bị tạm dừng, và cái nhà này cũng đang làm từ cái nhà cũ các bạn. Và các bạn thấy căn nhà này nó có thêm một cái nhà phụ ở phía sau các bạn. Ở bên Mỹ rất là nhiều gia đình, nhiều người, đặc biệt là gia đình người Mỹ, họ tận dụng làm thêm những cái nhà phụ như thế này để có thể họ đã dùng để ở hoặc là cho thuê mướn để kiếm thêm thu nhập các bạn nhé. Đây là phía sau của cái vườn của căn nhà này các bạn. Vì nó nhà cũ cho nên đang làm dở dang phải dừng lại, nên nó còn một chút đạt lộn xộn lung tung các bạn nhé. Please kindly subscribe Ken's channel so we all can grow our channels. Thank you for watching and subscribing.